Và ba xin được hát một bài Hai Vì Sao Lạ để tặng quý vị. Kính thưa quý vị, có một số quý vị yêu cầu Hồng Oanh hát bài Hai Vì Sao Lạ mà Hồng Oanh đã có lần hát ở trong cuốn video của Hồng Oanh. Hôm nay xin hát lại để tặng quý vị thích cái bài hát đó.